iPhone 2019 giá rẻ. Tài khoản Twitter OnLeaks mới đây đã đăng tải bộ ảnh dựng cho mẫu iPhone XR 2019 có thể được đặt tên là iPhone XE, tiết lộ những thông tin mới nhất về thiết bị này. Theo đó, iPhone 2019 sẽ có thiết kế cụm camera sau vuông, rất giống với những tin đồn với iPhone 11 hàng đầu của táo khuyết sắp ra mắt. Onleaks hay còn được biết đến với tên gọi Steve McFly là người đã có thông tin dò dỉ về thiết kế iPad Pro mới trước khi ra mắt năm ngoái rất chính xác. Dựa trên bản vẽ đô la Canada và những thông tin bị lộ, McFly đã dựng hình ảnh của chiếc iPhone 2019. Đây được xem là bản dựng độc quyền về người kế nhiệm IPHONEXR. Theo đó, iPhone 2019 phần lớn vẫn giữ nguyên như năm ngoái. Một chi tiết mới nổi bật mà chúng ta đã từng được nghe nói sẽ có trên iPhone 11 và iPhone 11 Max là khối camera hình vuông ở mặt sau, nhưng iPhones chỉ có hai ống kính thay vì ba như trên iPhone 11. Cụm camera sẽ là vị trí dày nhất của iPhones mới. Theo tin đồn, nó sẽ bao gồm một ống kính góc rộng độ phân giải 12MP, bên cạnh đó là ống kính m 2x. Các ống kính được bố trí theo chiều dọc với đèn flash LED nằm bên phải mặt trước iPhone XR mới sẽ không có thay đổi nào so với người tiền nhiệm. Theo Onleaks, màn hình iPhone 2019 sẽ có kích thước 61 inch LCD, giống như năm ngoái, với độ phân giải 1792x828 pixel. Mẫu iPhone là một thành công lớn của táo khuyết, hiện đang thống trị thị trường điện thoại thông minh tại Mỹ. Sự kết hợp giữa ngôn ngữ thiết kế hiện đại và mức giá phải chăng so với dòng iPhone đầu bảng dường như đã thuyết phục được nhiều khách hàng. Hải Nguyên theo 9 to 5 mắc